Thở được rồi. Bạn ta hết hồn. Em quên là trong kịch bản Sa Ngã cũng có đoạn này sao? Anh chị ơi, mời anh chị vào trong này. Mời anh chị lên bàn cân để kiểm tra trọng lượng. Trời đất, xuống được 800 gram. Kỳ diệu thiệt. Em sụt xuống 400 gram. Em bắt đền anh á. Nếu bắt đền thì hãy bắt đền tôi đây nè. Chương trình tập luyện một tháng mới ra kết quả kia mà. Dạ thưa thầy, quá cực luôn á thầy. Một tháng các em chịu không nổi. Gian khổ mỗi ngày sẽ nhiều hơn. Nhưng tôi nhắc lại, 90% kết quả là ở niềm tin và ý chí. Nếu như không tin, bây giờ bỏ về thành phố cũng không muộn. Dạ tin. Dạ tin. Giờ hai người đang vừa đói vừa khát phải không? Khoan, hãy đi tắm. Xin mời vào nhà ăn. Ăn uống theo quy định. Dạ. Vậy thưa thầy, 10 chén cơm 2 con gà em cũng ăn hết. Thưa thầy, em chắc chỉ uống trà đá rồi đi ngủ, chứ không ăn được gì nữa. Ê, bỏ xuống. Hả? Cơm và thịt gà thì chỉ dành cho Lý, còn Thí Thúy ăn những món này nhiều chất bổ để tăng ký. Trời ơi, tăng thịt mỡ như vậy em làm sao ăn được? Cô không tin thầy phải không? À, dạ tin. Nếu tin nữa thì ăn đi, phải ăn cho hết, ăn thấy ngon miệng mới đạt yêu cầu. Trời, còn kinh khủng hơn, đeo đá lên rồi tắt nắng nữa. Còn chú chỉ được ăn một chén cơm với muối mè và dĩa rau muống này thôi. Dạ thưa thầy, sức giống em như vậy rồi suốt ngày tập luyện kiệt sức quá. Chú cần xuống 5 kg thì không thể ăn uống như cô Thúy. Chúc ba người ăn ngon miệng. Dạ thưa thầy. Anh đến sao? Nếu mỗi đứa được ngồi ăn cơm đi thì có dễ nhìn đạo hơn. Thầy nói người nọ nhìn người kia ăn cũng là một phương pháp tâm lý trị liệu. Thôi, cứ hy sinh đại vì nghệ thuật đi. Anh hy sinh vì nghệ thuật, còn em hy sinh vì anh. Ê, ở đây mà được uống bia thì chắc chắn sướng từ đỉnh đầu tới tận ngót chân. Ê, cho tôi uống với, tôi được ăn thoải mái mà. Không được, chị phải nghe lời thầy chứ. À, anh nói giùm em đi. Anh không nghe em nói hả? Ừ. À, anh đang nhớ tới Hoàng Vi. Chắc giờ đây ở nhà Hoàng Vi đang cuốn lên vì tìm anh. Trời ơi là trời, em ghét anh. Em ở ngay bên cạnh anh đang chết khát đây nè, sao anh không chút quan tâm? Em ghét anh. Trời đất ơi, anh cũng đang chết khát nè, mà lại phải ăn cơm khô với muối mè, bộ sướng hơn em hả? Cứ chọn một người nào đó ở nhà để nhớ thì sẽ thấy bớt khổ đi rất nhiều, hiểu không? Nhanh đi nè. Hai hai. Em ăn đi. Hình như mấy ngày vừa rồi em không có ăn uống gì hết. Em không muốn ăn gì hết. Thế anh gọi cho em đi chanh nóng nha. Thôi, em không muốn uống mà. Bây giờ anh có giỏi thì gọi Lê Văn về đây cho em. Anh biết cảnh ở đâu mà gọi. Vậy thì thôi, mà nấu đi. Có thể Lê Văn và Thúy Thúy đi thực tế công ty may ngoài thành phố.
gì Long An, Đồng Nai hay là Bình Phước. Bây giờ em tin họ đi thực tế ở trái tim của nhau. Anh chưa thấy ai lụy tình với em hết á. Số em đơn giản, biết làm sao được. Alo, dạ em đây. Dạ, em chào Hoàng Vina ăn trưa. Dạ, tụi em sẽ về liền. Chị My Khánh nói anh với em về ngay công ty. Anh cứ đưa em về nhà. Không biết anh Giang đã ở đâu, em cũng không muốn làm gì hết. Yumi à, Yumi. Dạ. Sao chưa xuống nữa con? Còn quên gì mà vẫn ngồi đó? Con muốn về nhà bà ngoại. Má nói đi là đi, không được cãi. Nghe chưa? Dạ con nghe. Nghe thì xách đồ đi theo má. Má, thôi mà má, con muốn đi đâu? Má, má. Không chỉ có nghe lời mẹ, con cũng phải thương mẹ. Chính là cũng không muốn đi như vậy đâu. Con có thương má không? Con thương má. Nhưng chừng nào thì mình về lại hả má? Má cũng không biết nữa. Không nhớ bà. Vậy con ở lại với ba nha. Không, con cũng thấy nhớ má nữa. Chuyện gì vậy con? Con có điều với má. Em chăm sóc con tiện hơn anh. Thu à? Thu. Em đã quyết định như vậy. Anh tôn trọng ý của em. Nhưng anh hy vọng đây chỉ là tạm thời.
Tôi nhờ ông đưa hai mẹ con tới nhà ông bà ngoại. Dạ. Yumi, Yumi, xuống xe đi con, mình sẽ đi taxi. Không lẽ chị cũng giận tôi hả? Cháu nó đã lên xe rồi mà. Đầy những chiều cuộc đời, đầy những bão anh và em không đi cùng một người, chỉ còn lại tầm xa lắm. Sao đâu mà, buông em ra đi, em đi được mà. Ôi. Anh và em còn chờ đến bao. Chuyện gì vậy con? Con bị sao vậy? Không sao đâu má ơi. Chào má. Bị sao vậy cháu? Dạ không sao đâu má. Anh còn bơm lên lên cầu ấy. Không xỉn nhỉ hả? Không có xỉn đâu má ơi. Nói mang nghe coi. Không có thai hả? Trời ơi má ơi. Không có phải. Trời ơi, con ơi là con. Dạ không sao đâu bác. Con nghĩ Hoàng Vy bị sốc vì chủ lý giam mất tích. Anh. Với lại mấy ngày nay không ăn mất gì hết, cho nên mới bị vậy. Cháu đưa lên đầu giùm đi cháu. Dạ. Con tự đi được rồi. Đi. Con tự đi được rồi. Miếng cá này là hoa của các loài hoa, là hương của các loài hương, sẽ cho miệng bạn một khẩu vị tuyệt vời như là ước mơ của mọi ước mơ. Anh làm người mẫu cho phim quảng cáo các món đặc sản được đó. Anh ăn đi. Chờ anh chút nha. Nào, chúng ta cùng 100% để thêm một lần nữa chúc mừng show quảng cáo thành công của em. Ông nói cho tôi biết. Chị đây. Em cứ cho người theo dõi chúng nó giúp chị. Lại Tăng Thái phải không? Không. Dì Hà nói về chuyện nhà hàng. Chưa rồi. Đi ăn rồi nói chuyện luôn thể. Ông chưa nói rõ chuyện tắm bùn với mấy con nhỏ ngoài Nha Trang ấy, thì không có đi đâu hết. Tôi đã nói, đấy là hoàn toàn những chuyện bịa đặt, nhằm hạ uy tín của tôi. Sao bà nhất định không tin? Chính tôi cũng nói như vậy với mọi người để giữ cho ông. Nhưng tôi tin, không có lửa làm sao mà có khói. Này, những ngày ở Nha Trang ấy, chương trình dày đặc. Ngày nào, giờ nào, làm việc với ai, cơ quan nào, tôi đều bảo thủ trưởng cơ quan đó ghi nhận
đóng dấu chính xác đến từng phút. Nếu không tin ý, bà cứ gọi điện ra ngoài đó, hỏi ngay bây giờ đi. Có ghen ý, thì cũng ghen một vừa hai phải thôi. May mà tôi hiểu tính bà, chứ Tùng mà nóng lên thì sao? Bây giờ đi ăn được chưa? Ừ, thì đi. Má ngon quá ha. Nào, cắt đi. Nhưng em không uống nổi nữa đâu. Em cứ nhấp môi thôi, rồi anh uống tất. Anh sinh ra là để bảo vệ và đỡ đần cho em mà. Em ơi. Dạ. Ghi tiền thanh toán cho anh vào sổ nhé. Dạ. Bây giờ mình đi ăn kem uống cà phê. Bây giờ em chỉ muốn về nhà, báo tin và đưa hết tiền cát xê cho má. Chắc chắn là má mừng lắm. Lần đóng phim Anh Chị Yêu Em với anh Lê Văn á, mất 6 tháng trời được 30 triệu. Nhưng lúc cầm về đưa má chỉ còn có 3 triệu thôi. Lần này mất có mấy ngày à. Anh sẽ đem về tận nhà. Dạ. Này, bỏ hộp cho anh một con gà hấp, một đĩa thịt heo nướng và một đĩa nai xào. Nhanh đi nhá, để bạn anh mang về nhà. Dạ. Thôi anh đừng có gọi, má em không ăn đâu. Má không ăn thì để bọn nhóc ăn. Em muốn cười nhỉ. Nha. Dịch đó. Dịch quay. Quay. Đó là em quay đó. Cả ngoài. Chào quay. Đây hai đứa, định đứng đấy xem mẹ và chị ăn à? Ra đây. Hôm nay á, nhân dịp con lãnh hết số tiền còn lại, anh Thái muốn nhà mình ăn ngon một tí. Ba cảm ơn con đã giúp con Trân. Tất cả là công sức của Kim Trân, con chỉ đi theo để bảo vệ Hoa Khôi và áp giải số tiền cát xê về tận nhà thôi. À, má của anh Thái có nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói Lê Văn muốn anh sẽ giới thiệu má cho đó làm. Làm ở nhà hàng má con á, bác có thể chọn bất cứ công việc nào mà bác thấy phù hợp, tùy bác quyết định thôi. Bác cảm ơn. Dạ không có gì. Còn báo thì thêm một miếng này nữa. Anh đi em. Dạ. Cảm ơn má. Mời má. Mời má. Mời má. Mời má. Mời má. Các em ăn đi. Mà sao em không mời anh? Em quên. Mời anh ăn. Trong chuyện chẳng có chuyện ngậm đắng nuốt cay nào, mà lại cần anh ta không cần em. Giờ anh có hắn rồi, đương nhiên sẽ không có em. Alo. Bên anh chuẩn bị cho số thẻ trang đến đâu rồi? Bên tôi đã bắt đầu. Bên anh thì sao? Bên tôi đang khó khăn vì thiếu người mẫu. Đám tên tuổi có nghề thì bị Hoàng Vy, My Khánh lôi kéo về hết bên đó rồi. Anh có thể cho tôi mượn qua Khôi Kim Trân, Phi Yến, Thanh Hòa, Minh Thi được không? Chuyện này anh phải trao đổi với My Khánh, vì cô ấy quản lý về người mẫu. Nhưng mà riêng Kim Trân thì chắc chắn không mượn được. Tôi sẽ gặp My Khánh năn nỉ vậy.
Theo em, có cách nào để giải quyết chuyện này không? Để em thu xếp, kêu Á Hậu Trinh Nga, cô ấy đẹp và sành điệu còn hơn cả Kim Trân nữa. Ông biết tính xếp hoàng rồi. Ông chỉ khoái cỏ non, mà càng non là càng tốt. Tài Hiền á, tuy hơi nguyên tắc, nhưng làm việc với tay đó thì rất là yên tâm. Chỉ mệt ở chỗ á, là hắn không biết chuyện đi đêm thôi. Dù Kim Trân không có mặt hôm khai trương công ty thời trang Sendin, sếp Hoàng rất bực. Mấy đứa mới vào nghề mà hot như Kim Trân á, bảo đi với các đại gia là đi ngay. Còn đi với các quan tóc muối tiêu á, nó không chịu đi đâu. Thôi được, kênh nội bộ không được thì phải chuyển sang kênh giang hồ. Tôi phải dùng chiêu giang hồ của mình rồi. Ở góc độ nghệ thuật, những mẫu này vẫn đang mang tính thể nghiệm. Nghĩa là sao? Có thể chị chưa thật sự yêu công việc mình đang làm. Hay nói cách khác, chị đang dạo chơi và muốn tìm chỗ để nghỉ chân. Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Trời, anh làm em hết hồn mà. Anh xin lỗi. Anh vừa mừng vì đã có cơ sở tìm thấy Lê Văn và Thúy Thí ở đâu. Anh nghĩ ở đâu? Em nhớ hôm ký hợp đồng ở hãng phim về, Lê Văn than là chưa biết cách nào để xuống 5kg để hợp với vai giám đốc trong kịch bản Sa Ngã. Nhớ. Trong mấy cuốn này có nhiều chỗ nhiều đoạn nói về phương pháp luyện tập và chế độ ăn, được Lê Văn ghi chú và gạch dưới. Anh nghi Lê Văn tìm đến võ sư Sĩ Thanh này à? Địa chỉ và điện thoại trung tâm võ thuật cổ truyền Nhân Sinh Bình Thuận. Ngay vì sao sách, gọi điện thoại là biết liền. Alo. Chị làm ơn cho hỏi, có diễn viên Lê Văn ở trung tâm không ạ? Dạ, cảm ơn chị. Không chỉ Lê Văn mà có cả một nữ một nam đi cùng nữa. Ai? Nữ anh đoán là Thúy Thúy, còn nam anh đoán là Mạnh Thái. Trời, thật là lũ điên. Anh gọi điện báo ngay cho Hoàng Vi, chiều nay nó báo bệnh nằm bẹp ở nhà, không thèm đi làm. Ngoài dùng phụ sóng hoặc tắt máy. Anh gọi số ở nhà thử coi. Vi à. Xin lỗi. Vi bị mệt cô uống thuốc an thần nên đã ngủ say. Cháu cần nhắn gì cứ nói. Cô sẽ nói lại khi nó dậy. Dạ cảm ơn cô. Dạ cũng không có gì quan trọng à. Để cháu nói với Hoàng Vi sau cũng được. Dạ. Chào cô. Chào cháu nha. Hoàng Vi uống thuốc an thần nên bây giờ vẫn còn ngủ say. Coi chừng Hoàng Vi có chuyện thất vọng rồi làm chuyện ngu ngốc không? Dù đến ngày cưới mà quan trường vẫn phản bội con, nhất là trong lúc con bụng mang dạ chữa. Nói thiệt, lúc đó ba má nghe chuyện cũng căm giận đến giết được nó. Nhưng mà ông trời cũng có mắt, đã bắt nó phải trả giá. Chỉ mấy năm vào tù ra tội, vợ con tài sản mất hết rồi. Chuyện cũng đã lâu, con là đang sống hạnh phúc với Trần Hiền. Mặt khác con cũng phải thấy Hiền nó nhận quan trường về công ty là bất khả kháng. Ba má nói vậy
là không hiểu gì về con với anh Hiền cả. Con đã nhiều lần nói như xin anh ấy là phải linh động với cấp trên của mình, nhưng anh không chịu. Linh động chuyện hối lộ đi đêm phải không? Các kiểu như vậy. Tất cả các công ty muốn có được hạng ngạch thì đều phải chung chi cho bên trên. Nhưng như vậy ba thấy không hay chút nào hết. Con có biết chắc chắn là vậy không? Hay là những kẻ xấu họ tung tin đồn để bôi xấu cấp trên? Con khuyên anh Hiền linh động không có nghĩa là xúi anh làm như người ta, mà phải uyển chuyển. Anh lại không nghe, nhưng lại nhận Quan Trường, kẻ chắc chắn đang dùng chính những thủ đoạn đó để có được hạng ngạch từ cấp trên. Như vậy về bản chất có khác gì nhau đâu. Đúng là cũng khó con ạ. Theo ba, với cơ chế xin cho kiểu này thì chỉ có thể từ cái xấu này sang cái xấu khác mới sống được qua ngày. Còn cái tốt, cái tích cực chỉ là quỷ tạo. Con chào bác. Anh là... Chắc bác không nhận ra con. Con là Quan Trường. Tôi khuyên anh đi ngay khỏi đây. Bác à, vợ chồng tôi đều không muốn nhìn mặt anh. Minh Thu lại càng không muốn điều đó. Con xin bác tha tội. Con thực sự có tội với gia đình. Còn đối với Minh Thu, con biết mình đáng tội chết. Nhưng vừa rồi do con về công ty Mai Sài Gòn mà vợ chồng Thu tan vỡ, con hối hận lắm bác à. Đã có chuyện gì lớn đâu mà anh nói vậy. Thôi anh đi đi. Dù anh có nói gì, gia đình tôi cũng không còn tin anh nữa. Bác à, cho con gặp Minh Thu chút xíu đi bác. Bác ơi, cho con gặp Minh Thu chút xíu đi. Bác ơi, bác ơi bác. Quan Trường đến gặp Minh con Thu đó. Cho tôi gặp chút xíu đi. Anh còn dám dắt mặt đến đây nữa hả? Tôi xin Thu hãy bình tĩnh. Tôi đến đây vì không muốn do tôi mà gia đình Thu tan vỡ. Anh đi ngay giúp tôi đi. Anh không còn là con người nữa. Minh Thu, Minh Thu. Ui dạ. Thu, con đóng cửa mạnh quá làm mặt nó chảy máu đó. Mặc kệ hả? Hắn có chết ngoài cổng con cũng không quan tâm. Bà thấy mặt nó chảy máu thật à? Chính tôi thấy rõ cánh cổng đập vào mặt nó ngã ra sao. Phải ra xem sao, chứ bỏ mặt nó như vậy sao được. Ừ. Anh có sao không? Để tôi vào lấy đồ ra rửa vết thương cho. Ở ngoài này sao được không? Thôi vào nhà đi chứ. Dạ. Con cảm ơn em á. Con chỉ bị để con việc tự chăm sóc vết thương được mà. Con chào em. À. Ngồi chơi đi cháu. Dạ. Con mang thuốc đến cho Hoàng Vy. Thuốc? Dạ, Hoàng Vy nhà con mua. Để bắt lên lầu coi Hoàng Vy dậy chưa ha. Dạ. Con nhờ vừa mua thuốc này là thuốc gì? Phải thuốc phá thai không? Trời ơi má ơi, con nói với má bao nhiêu lần rồi mà má vẫn không tin con. Đây toàn là thuốc bổ. Thời gian nào tập và diễn căng thẳng á, đám người mẫu tụi con đứa nào cũng phải dùng. Má đem ra hiệu thuốc hỏi coi có đúng không. Thuốc bổ gì? Toàn là hình cô gái hở bụng không à? Má coi đi, có chữ nào nói về phá thai không?
Toàn tiếng Anh không à, sao má biết được? Con mà có bầu á, phải nói cho má biết, chứ đừng làm chuyện thất đức nha con. Má ơi, má làm ơn cho anh Hùng lên gặp con đi. Em đỡ chưa? Em đỡ rồi. Em nhờ anh mua thuốc là đánh lạc hướng má em đó. Chứ thật ra em muốn anh qua đây là vì chuyện khác. Chuyện gì? Em biết Thiếu Thúy và Lê Văn ở đâu rồi. Ở đâu? Ở Vũng Tàu. Làm sao em biết? Hồng Hạnh là bạn thân của Thiếu Thúy, tình cờ gặp Lê Văn và Thiếu Thúy đi mô tô ghé vào ăn sáng ở ngã ba Vũng Tàu. Nó có hỏi hai người đi đâu, Lê Văn và Thiếu Thúy nói là đi ra nhà Thúy ở Vũng Tàu. Làm sao em biết họ ở chỗ nào ngoài Vũng Tàu? Hạnh có nhắn tin địa chỉ nhà Thúy cho em rồi. Ngày mai á, anh ghé qua đón em ra Vũng Tàu được không? Anh thì được rồi đó. Nhưng mà anh nghĩ em nên suy nghĩ lại, có nên đi hay không. Với lại em còn đang mệt, công việc của công ty còn đang nhiều lắm. Anh không đi, em cũng đi một mình. Em phải bắt quả tang để khỏi bận tâm chuyện Lê Văn có thương Thúy hay không. Hoàng Vy cứ tính nết như vậy, em cũng mệt với nó quá. Theo anh, em với Lê Văn là chỗ thân tình, em nên góp ý với cậu ấy. Dù cậu ấy ngẫu hứng giúp bà già Kim Trân 65 triệu, bây giờ lại đến vụ biến mất cùng Thúy Thúy. Nếu là Hoàng Vy, anh cũng bị sốc. Anh đừng có bên nó, em cũng sốc, nhưng em không bao giờ bỏ về công ty. Duy Hùng cũng vừa mới tới. Vậy hả cô? Hoàng Vy sao rồi cô? Tụi cháu chỉ sợ Hoàng Vy lo lắng rồi nghĩ bậy. Có Duy Hùng tới, nó cũng bình tĩnh lại rồi. Vy ơi, có anh chị Phan Nghị tới thăm con nè. Dạ. Anh, chị, hai đứa con vô chơi đi. Dạ, dạ. Sao? Em khỏe chưa? Dạ em cũng đỡ rồi. Tưởng em chán sống vì thất tình nên đến xem. Em có cái tật, khi nào bị sốc là nhức đầu mất ngủ, cho nên em phải uống thuốc an thần. Chứ em có sao đâu. Vậy em còn quan tâm đến chuyện Lê Văn biến mất nữa không? Em đã nghĩ kỹ rồi, em vẫn yêu Lê Văn. Nếu anh thích người khác thì em cũng chẳng mất công giữ làm gì, để tự mình làm khổ mình thôi. Em chỉ cần mọi chuyện rõ ràng. Chuyện đã rõ ràng chứ? Em nghĩ cũng rõ rõ rồi. Nghĩa là em đã biết chỗ ở của Lê Văn hả? Hoàng Vy biết Thúy Thúy đưa Lê Văn ra ở nhà mình ngoài Vũng Tàu. Không đúng, anh chị đã biết chỗ chính xác. Ở đâu vậy anh? Hai tên hiện đang ở trung tâm võ thuật cổ truyền Nhân Sinh ngoài Bình Thuận á, để luyện tập tăng và giảm ký cho phù hợp với vai diễn theo yêu cầu của đạo diễn Minh Chiêu. Ngày mai em sẽ ra đó tuyên bố chia tay dứt khoát. Ở đây có ba người, ghi nhớ lời tuyên bố hôm nay của Hoàng Vy đó nha. Alo. Alo, Vũ Luân nè. Hả? Anh và anh Lê Văn đang ở đâu đấy? Mà sao tự nhiên biến mất vậy? Tao với sư phụ có công chuyện, cần đi vắng khoảng một tháng. Đó chuyện đóng phim. Này nhá, hai anh mà gạt em ra ngoài cuộc á là không có được đâu đấy nha. Trời ơi, cho nhập cuộc á, chú mày chỉ có khóc. Mày tin tao đi. Bây giờ tao nhờ mày một chuyện.
Mày có nhớ anh Tư Lập ở quán cà phê bóng đá hôm tao mày đến không? Tư Lập nào? À, nhớ rồi. À, vụ cá độ chứ gì. Mày đến nói anh Tư đưa phần của tao là anh hiểu liền. Thế ông vẫn còn chơi à? Mày đừng có thắc mắc. Mày mang số tiền đó đến nhà đưa cho ông già tao. Đó là tao gửi để giải quyết chuyện trong nhà. Rồi rồi, được rồi, để tôi. Rồi, cảm ơn mày nha. Rồi, cảm ơn. Tao sẽ gọi cho mày sau ha. Nè, sư phụ, thầy Sĩ Thành nói tuyệt đối không liên lạc với thành phố, xong vẫn gọi. Chỉ có sư phụ với Thúy Thúy mới cách biệt với thành phố, chứ còn đệ tử thì đâu có theo chế độ gì của trung tâm đâu. Đột ngột bỏ đi như vậy. Tôi thấy nhớ Hoàng Vi quá. Cô ấy còn đang hiểu lầm, vậy mà mình nỡ bỏ đi, không nói một lời nào hết. Những đứa yêu si mê kiểu như Hoàng Vi, sư phụ có đá đứt, bạc tai, bầu bình, thậm chí nhiễm HIV, hay là cướp của giết người, nó vẫn yêu. Sư phụ bận tâm làm gì? Tôi sợ chính tôi mới si mê. Tôi đã từng yêu nhiều người, vì mà đến Hoàng Vi, tôi có cảm giác đời mình không thể thiếu cô ấy. Vậy là tốt. Sách của thầy có dạy, sự dằn vặt trăn trở chính là tâm lý trị liệu, góp phần giảm cân cho sư phụ á. Thôi, khuya rồi, sư phụ ngủ đi. Cơ bắp xương cốt khắp người đau nhiều. Mình là đàn ông mà còn bầm dập lên bờ xuống ruộng, vậy mà Duy Thúy vẫn theo được. Phải để quay. Vừa thương vừa nguyên xong lại quay sang để Thúy Thúy. Sư phụ đúng là người tham lam. Có khi số tôi sinh ra để thương phụ nữ, thấy em nào gặp chuyện bất trắc cũng đồng lòng, cho nên mới hẹn trước nợ giàu thân đó mà. Mới vô ngủ. Tối hôm qua thằng mệt muốn chết, sáng nay dậy sớm được, ngon quá ha. Xem mặc đồ này đẹp chị. Em đang tính sang đủ hai anh nhà thành phố, chứ ở đây tập hết một tháng chắc em chết mất. Em đã lên được 200g rồi kia mà. Em hết chịu nổi rồi. Anh chỉ cực chuyện tập, còn em cực cả tập với ăn. Làm nghệ thuật phải chấp nhận khổ luyện và hy sinh chứ. Hy sinh cái kiểu tan nát đường hoa như vậy thì thà hy sinh nghệ thuật còn hơn là hy sinh bản thân mình. Anh, tối qua em vi phạm quy. Cái gì? Em gọi điện nhà thành phố, có đứa bạn bè em cắt lên 3kg mà không phải mình tập gì. Nó nói nếu anh muốn giảm 5kg dễ hơn ca. Em đừng tin ba cái kiểu lên ký xuống ký phản khoa học như vậy. Để lại anh với em cần phải ở bên nhau cho thân thiết trước khi vào phim mà. Thì nếu thiệt thì em mở, coi như hy sinh vì tình yêu. Chứ còn yêu giả, xong phim anh là về với Hằng Vi. Em ngu xói lại. Nhìn anh kìa, mới có mấy ngày mà người không ra người ngọm, không ra ngọm. Về đi em nè, về đóng phim truyền hình nhiều tập, vừa có xe cao, lại chẳng thấy đạo diễn nào bày đặt đòi mình lên ký xuống ký. Thôi được rồi, nếu em nghĩ kỹ thì em cứ về, anh vẫn ở lại. À, để anh nói với chủ Luân, đưa em về, rồi nói ổng khỏi trở lên đây cũng được. Thôi, anh nói anh Luân chở em ra bến xe được rồi. Không, cứ để ổng đưa em về tận thành phố, hiểu không? Khoan đã, để em lên nói với thầy, rồi chị hãy về.